quý vị, khi chúng ta nhìn vào bức tranh giao thông, chúng ta sẽ thấy con người đã đi được một chặng đường rất là dài. Từ lúc chúng ta đi bằng chân, sang đi ngựa và xe đạp, và cho đến bây giờ, thật sự chúng ta đang đối mặt và tìm cách giải quyết vấn đề, đó chính là kẹt xe hàng ngày. Khi cùng với dân số gia tăng, lượng phương tiện giao thông trên đường cũng tăng gấp đôi, gấp ba, hoặc thậm chí gấp nhiều lần. Công cụ nào có thể giúp giải quyết bài toán đó? Giờ đây, chúng ta đã biết những phát triển công nghệ sẽ làm được việc đó. Hệ thống giao thông thông minh ITS là công nghệ mới phát triển trên thế giới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ bao gồm các thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học và viễn thông trong lĩnh vực giao thông. Tất cả tạo thành một nền tảng hạ tầng liên kết giữa con người, hệ thống đường xá và các phương tiện đang lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông, cập nhật thông tin thời gian thực và ở bất cứ đâu về tình trạng giao thông hiện hành, giúp nâng cao năng lực điều hành và quản lý hệ thống giao thông, giải quyết các vấn đề của giao thông đường bộ, trong đó có tai nạn và ùn tắc. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giao thông sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của thành phố, cũng như là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy việc quản lý và điều hành giao thông tại thành phố chúng ta hiện nay đã và đang thông minh đến đâu? Xin mời quý vị sẽ cùng có một cuộc trò chuyện cùng với hai vị khách mời. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải. Ông Đoàn Văn Tấn, giám đốc trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Chào Thông Nguyên, chào quý vị nhà. Thông Nguyên xin được hỏi ông Đường trước tiên ạ. Mình sẽ quản lý như thế nào với người dân và phương tiện để cho người dân mình di chuyển tốt hơn ạ? Đến tháng 3 năm 2020 thì Ủy ban nhân dân thành phố đã có một cái quyết định để mà thành lập cái trung tâm điều hành giao thông đô thị, là trên cơ sở là trung tâm quản lý đường hầm giao thông Sài Gòn trước đây, để mà nâng cấp lên để là thực hiện cái việc mà điều hành cái hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến nay thì cái trung tâm điều hành thì nó cũng đã thực hiện cơ bản là đáp ứng 5 cái chức năng chính mà hiện nay trung tâm đang thực hiện. Thứ nhất là công tác giám sát giao thông. Giám sát giao thông thông qua hệ thống camera quan sát giao thông và cái hệ thống camera thu thập các cái dữ liệu về giao thông như là vận tốc, lưu lượng lưu thông trên đường. Thứ hai là điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Thì tất cả các đèn tín hiệu giao thông thì một số cũng hơn 216 cái chốt đèn tín hiệu giao thông trên cái khu vực như khu vực trung tâm thành phố thì có kết nối về trung tâm điều khiển để có thể thay đổi cái thời lượng đèn phù hợp với tình hình giao thông. Cái thứ ba là cái chức năng về cung cấp thông tin giao thông cho người dân. Cái này cũng rất là quan trọng. Thì người dân có thể là biết được thông tin hiện nay trên đường là có xảy ra ùn tắc ở đâu, tai nạn như thế nào, chỗ nào đông, chỗ nào không đông thì có thể lựa chọn cái tuyến đường của mình đi. Cái chức năng thứ tư là hỗ trợ xử lý vi phạm. Hiện nay trên thành phố mình thì lắp đặt những cái thiết bị như là quan sát về các xe vi phạm tốc độ một cách tự động và sử dụng giống như là gọi là AI thì phát hiện là các xe mà tự động mà khi mà vi phạm tốc độ thì nó ghi nhận hình ảnh tên phương tiện và cái mức độ vi phạm và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để hỗ trợ để xử lý vi phạm. Và cái chức năng thứ năm ở tại trung tâm điều hành giao thông thì là cái chức năng mô phỏng về giao thông. Trên cái mô hình mà được xây dựng tính toán thì để mô phỏng dự báo về tình hình giao thông trong tương lai cũng như đánh giá tác động của giao thông để mình có những cái kịch bản cũng như có những cái chiến lược, có chính sách nó phù hợp. Nhờ cái mô phỏng sẽ tính toán được là cái việc mà cái tuyến đường đó thì nên là một chiều hay hai chiều, rồi cái việc mà bố trí cái thời lượng đèn tín hiệu giao thông như thế nào để cho giúp cho cái xe nó phát triển nó thoát tốt nhất. Qua cái số liệu mà đo đếm thì chúng tôi cũng xác định như năm 2016 là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 37 cái điểm mà thường xuyên ùn tắc giao thông. Thì tới thời điểm cuối năm 2019 thì nó qua số liệu thống kê thì còn khoảng 22 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó thì cái vận tốc ở trên một số cái tuyến đường đó cũng có cái phần cải thiện. Bên cạnh đó thì qua cái hệ thống camera của bên cho anh Tấn ban quản lý, ví dụ khi có xe bị hư dừng lại thì máy sẽ phát hiện, nó cảnh báo sẽ quan sát là có sự cố gì, bắt đầu sẽ liên hệ với các đơn vị chức năng để phối hợp thực hiện. Camera giao thông giúp bạn truy vấn hình ảnh camera tại bất kỳ vị trí nào trong thành phố. Để truy vấn, bạn chỉ cần nhập vào với cú pháp thăng cam tên đường cần tra cứu. Ví dụ, muốn xem tất cả camera trên đường Cộng Hòa, hãy nhập vào cú pháp thăng cam đường Cộng Hòa. Và đến đây thì chương trình Đi An Toàn Về Hạnh Phúc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chắn là Nghĩa cũng như là bao nhiêu người khác thường xuyên gặp cái tình trạng là kẹt xe, nhất là vào những cái giờ cao điểm. Và cảm giác chung của chúng ta là lo lắng, mình lo sợ mình trễ giờ đến với chỗ làm việc mà mình không đúng giờ giấc thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình, cho nên là thường là phải đi sớm hơn cả cái dự định của mình. À, cũng có sẽ có những cái đường mà họ mình biết chắc rằng cái con đường đó là hay kẹt xe, giống như ngày trước khi ở gần cái khu vực cầu Bình Triệu á, thì trên cái con đường xuống phía Nghệ Tỉnh thì họ sẽ có những cái bảng để chỉ dẫn, tức là thay vì mình đi thẳng đúng không, thì họ sẽ có những cái bảng chỉ là nên quẹo hướng này để đi ra cái cung đường bên kia là đường Đinh Bộ Lĩnh sẽ đỡ cái chuyện kẹt xe hơn. Thì lúc đó là Nghĩa sẽ đi theo những cái sự hướng dẫn từ những cái biển báo đó. Có chứ, bởi vì ngay lúc nào mình cũng có thể mình kiểm tra được xem coi là những con đường mà mình sắp đi qua nó như thế nào để mình có cách để mình di chuyển cho nó phù hợp. Nếu như mình không tin thì không được, tại vì ngay chỗ đó, ngay cung đường đó thì họ biết rằng đang có cái sự kẹt xe ở đâu đó hay cái tai nạn gì đó, và họ sẽ điều phối mình đi qua một hướng, một cái ngã rẽ khác. Thì mình phải tin tưởng vào cái sự điều phối đó chứ. Và ngay cả trong luật khi mình học để mà thi bằng lái xe cũng vậy đó, nếu như mình đến một cái ngã tư, một cái vòng xoay hay một chỗ nào đó mà có cảnh sát giao thông hay những người điều phối giao thông thì mình sẽ phải trước tiên là làm theo cái sự hướng dẫn đó, ngay cả nhiều khi là cái sự hướng dẫn đó nó hơi sai khác so với cái làn đường hoặc là sai khác so với những cái bảng chỉ dẫn, thì mình trước tiên vẫn phải tuân thủ theo cái sự điều phối đó trước rồi đã.